Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Thầm Mai nhé, Nam mô Sầm Thầy nhé. Chư thiên chư nữ chư tôn tiền đức tăng, đương nhiên Việt Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào cô tu nữ Phúc Hạnh, chào Chích Mê Ta, Chích Hồng Nhật, Chích Tâm Hạnh, Chích Ca Nhật Quỳnh, Chích Kiên Nhung, Chích Thanh Hoàng, Chích Thiền Vũ, Quân Quang, Chích Thi Lâm, Chích Quan, Chích Kim, Chích Hà, Chích Trầm Man và Chích Trang Thư. Quý vị nghe âm thanh rõ ha? Xà thủ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 316. Trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tái dương ơn Đức Tam Bảo. Đức Thành Hát Tây Gia Sa Quân Đà Mít Bụt Thô Ma Hê Sì A Hăng Tha Tha Gá Tô Lô Cú Tha Mô Tha Pá Gá U Hi Chết Tha Cô Lô Cá Sá Sá Tha Chá Na Đầm Má Cô Quý Đô Quanh Đà Má Hành Tần Ná Rá Phù Chá Này Giá Tần Như Lai Giá Hệ Pháp Ngọc Ngài Một Kỹ Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Lý Thường Hạ Thoát Trăng Tôi Tâm Chủ Trí Năng Vô Lượng Tỷ Đệ Ngài Giá Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chung nhân dân cúng dường. Nam mô Bà Đi Bồ Tát Ta Sa Sa Tu Nô Lô Ca Nam Mần Tha Sa Vi Na Tha Rô Cô Tháp Bà Nhu Bố Tháp Bà Chí Bù Chí Sành Nha Tô Vân Đà Má Hành Tần Nha Ra Phù. Cho này giác rằng Pháp Bảo Vi Nhân Vạn, Như Lai Sa Sang, Vẹp Mạc, Vô Minh, Phát tan nằm đặc chuyển sinh, đầy dụng Phật tổ, phân minh rõ ràng. Còn xin đã đệ Pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân phô, quý số thô, chú gá tá sá sá, quốc phô, sích thà, chú tà mô, quốc thách hồng, má sích thác cô, nền đà, bá sẵn sà, đi á nà, đá rù, quá rù, hoành đà, má hành tầng, ná rọc phù. Cái này giác tầng, tăng bảo, sinh văn Phật đà, tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xá lệ thể pháp phàm nhân ai vị con xin đảnh lễ tăng thi đáng cho con chung nhớ ghi cúng dường các tánh át thế giới chế na thức tham mê e tu quả thanh năng ta sa bi a nu pha về na ta hát sa ye na sẽ chật tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô Bụt Thầy nhá. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong thì chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ô Phật ngôn 316. Có người nói rằng ô câu Phật ngôn 315 chưa học. Quý vị thấy câu Phật ngôn 315 học chưa? Tại vì sao người ta nói chưa học? Tại vì cái bữa đó người ta trốn học á, cho nên đâu có học câu Phật ngôn 315 đâu. À, hôm nay thì 316 mới phàn nàn câu 315 chưa học. À, thì quý vị thông cảm đi, chúng ta cứ tuần tự. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích câu Phật ngôn 316. Đi phân tích phần Pali ha, tiếng Việt khỏi có đụng chạm gì tới nó. Khi nào mà chúng ta ôn lại thì khi đó phần tiếng Việt. Còn bây giờ chúng ta nhìn vào đây để phân tích sợ cho nó đúng. Nhìn mặt chữ rồi chúng ta sẽ đi vào từ vựng ha. Và nếu có sai thì cái phần này chúng ta cũng sửa sai luôn. Quý vị hãy nhìn đây, đừng nhìn trên sách vở. Bởi vì tam sao thì thất bổn, tức là một cái quyển sách sai một chút biết rồi sai lạc hết. Thì bây giờ chúng ta căn cứ ở đây đi ha. Rồi chỗ nào chúng ta thống nhất nhau. Câu Phật ngôn 316 chúng ta đọc trước để cho quý vị có một khái niệm rồi phân tích cho nó dễ ha.
Alacchitayelacchanti. 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 Rồi câu số 2. Lacchitayelacchanti. 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 Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Alacchitayelacchanti. Lacchitayelacchanti. Alacchitayelacchanti. Lacchitayelacchanti. Rồi, như vậy là hai câu đầu ha, xong. Bây giờ chúng ta qua hai câu sau. Micchadittisamadana. 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 Câu số 4. Sattagacchantidukkhatin. Sattagacchanti dukkhatin. Sattagacchanti dukkhatin. Bây giờ chúng ta ôm câu 3 câu 4 ha. Micchadittisamadana. Sattagacchanti dukkhatin. Micchadittisamadana. Sattagacchanti Sattagacchanti dukkhatin. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại bốn câu này ha. Alacchitayelacchanti. Lacchitayena. Lacchare. Micchadittisamadana. Sattagacchanti dukkhatin. Alacchitayelacchanti. Chanti lacchita yena lacchare micchaditti samadana satta gacchanti dukkhatin. Rồi bây giờ quý vị có thể phân tích trường âm và đoạn âm ha. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Từ dưới lên trên đi. Từ lên trên có Sister Man này ha. Sister Man xong rồi Sister Hà chuẩn bị ha. Sister Hà chuẩn bị xong rồi tới Sister One ha. Rồi bây giờ từ từ ha. Rồi xin mời. Alo. Dạ cho hỏi đạo tràng. Có nghe con. Dạ cảm ơn cô. Dạ thư sư. Cho con xin phân tích câu pháp cú số 316. Alacchitayelacchanti. Lacchitayena lacchare. Á là đoạn âm. Lách là trường âm nhấn. Chí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường. Dê là trường âm thông thường. Lách là trường âm nhấn. Văn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Lách chi tà dề na lách cha rề, chỉ lách là trường âm nhấn, chí là đoạn âm. Ta là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, ná là đoạn, lách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. A lách chi tà dề lách chẳng tí lách chi tà về na lách cha rề. Câu 3 và câu 4. Mít chà đít thi sa mà đà nà sắc tà rắc chẳng tí đúc ra tình. Mít chà đít thi sa mà đà nà sắc tà rắc chẳng tí đúc ra tình. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, xá là đoạn âm,
Ma là trường âm thông thường, Đa là trường âm thông thường, Na là trường âm thông thường. Sắc ta gắt chẳng đúc đá tình, sắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gắt là trường âm nhấn, chăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mít chà đích thi sa mà đà na sắc ta gắt chẳng tí đúc đá tình, a lập chi ta về lập chẳng tí lập chi ta về na lập cha rề. Mít chà đích thi sa mà đà na sắc ta gắt chẳng tí đúc đá tình. Dạ con xin hết, con xin xuống mít xin sư sửa bài cho con. Sa thú thích cầu men 1, 2, 3, 4, 5, 6 người tặng hoa ha. Chắc chắn rằng đầu xuôi thì đuôi lọt ha. Bằng sự khởi đầu nan, tức là người đầu tiên á, luôn luôn gặp trở ngại, nhưng mà ở đây theo vượt qua trở ngại rất là suôn sẻ, rất là rõ ràng chính xác, không có bị lỗi nào hết. Xà thủ, alo, Sĩ Hà đâu rồi? Sĩ Hà xong rồi tới Sĩ Quan ha. Rồi bây giờ xin mời Sĩ Hà. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức và chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn con Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu. Con xin trả bài ạ. Lách chít tà về lách chàn tí, lách chít tà về na lách chá rề. Á là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, chí là đoạn âm. Tà dê là hai trường âm thông thường, lách là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, và tí là đoạn âm. Lách chít, lách chít tà dê na lách chá rề. Lách là trường âm nhấn, chí là đoạn âm. Tà dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. A lách chí tà dê lách chàn tí, lách chí tà dê ná lách chá rê. Mít chá đích thí xá ma đà na, ma đà na. Con xin đọc lại. Mít chá đích thí xá ma đà na. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường. Sát ta gắt chan tí đúc gắt tình, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gắt là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Mít cha đích thí sa ma đà na, sát tà gát chàn tí đúc gá tinh. Dạ, con xin đọc 4 câu. A lách chí tà đê dê. A lách chít tà dê lách chàn tí, lách chít tà dê na lách chá rê. Mít chà đích thí sa ma đà na, sát tà gác chàn tí đúc gá tình. Dạ, con có sai xin Ngài sửa. Dạ, con xin nhường mít cho anh. Dạ, Mô Phật, con kính lãnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào chàng. Sau đây con xin đọc bài ạ. A lách chí ta về
lách chành tí á lách chí tà về lách chành tí. Dạ, á là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, ta là ta là trường âm thông thường, chê là trường âm, dê là trường âm thông thường, lách là trường âm nhấn, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Lách chí tà về, ná lách chá rề. Lách chí tà về, ná lách chá rề. Dạ, lách là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, chê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Mít mít cha đít, mít cha đít thí sầm, mít cha đít thí sa sa đa ma đa na, mít cha đít thí sa ma đa na. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đít là trường âm nhấn, thí là trường âm, thí là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, đa là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường. Sắc sắc ta sắc tài gá chành tí đúc gá tình, sắc ta gá chành tí đúc gá tình. Sắc là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gắt là trường âm nhấn, chanh chanh là trường âm, chanh là đoạn âm, chanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc đúc là trường âm, trường âm nhấn, gá là đoạn âm, thinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin xuống mít ạ. Xin sư chỉnh giùm cho con ạ. Con cảm ơn sư ạ. Sa thủ, sa thủ, sĩ quan. Phân tích như vậy là chính xác. Nghĩa là mới, nhưng mà phân tích từng từ rõ ràng. Sai, sửa sai. Đó là điều rất tốt. Thì từ từ rồi sẽ quen thôi, nhưng mà phân tích được như vậy là thấy cũng cũng quá hay rồi. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Câu Phật ngôn 316, xin mời Sĩ Thiện Vũ, Sĩ Thinh Hoàng chuẩn bị ha. Rồi bây giờ xin mời Sĩ Thiện Vũ. Alo. Dạ, con xin kính bẩm lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 316. A lát chi ta dê lát chàn ti la chi ta dê na lát cha rê mít cha đít. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á là đoạn âm, lát là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, ta dê là hai trường âm thông thường, lát là lát chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm,
Lát là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, ta dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lát là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Mít cha đít thi sa ma đà na sát ta các chàn tí đúc gác tình. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đít là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gác là trường, gác chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, giá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 316. A lát chi ta ye lát chan ti lát chi ta ye na lát cha re mít cha đít thi sa ma ba na sát ta các chan ti đúc gác tình. Dạ con có sửa sai, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, chị Thiền Vũ không sai chỗ nào hết á. Chính xác, rõ ràng. Chà thủ rồi, bây giờ mời Sĩ Thanh Hoàng. Alo, Sĩ Thanh Hoàng có mặt không? Mình tại đâu rồi? Alo, Sĩ Thanh Hoàng. Rồi, chà thủ xin mời. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Xin kính chào đạo tràng, con xin đọc câu pháp cú và phân tích câu pháp cú 316 ạ. A lát chi ta A lát chi ta je lát chang ti la chi ta je na lát cha re. Á là đoạn âm ạ. Lá là trường âm nhấn ạ. Chí là đoạn âm ạ. Tá dê là hai trường âm thông thường ạ. Lắt là trường lắt, chan là hai trường âm nhấn ạ. Tí là đoạn âm ạ. Lắt là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tá dê là hai trường âm, na là đoạn âm, lắt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm và rê là trường âm ạ. Con đọc hai câu ạ. A lát chi ta dê lát chàng ti lát chi ta dê na lát ta rê. Câu 3, câu 4 ạ. Mít chàng đi thi sa ma đa na sa ta gách chàng ti đúc gá tình. Mít là trường âm nhấn ạ. Cha là trường âm thông thường ạ. Đít là trường âm nhấn ạ. Thí xá là đoạn âm ạ. Madana là ba trường âm thông thường ạ. Sát là trường âm nhấn ạ. Tá là đoạn âm ạ. Gách là trường âm nhấn. Gách chan là trường âm nhấn ạ. Tí là đoạn âm ạ. Đúc là trường âm nhấn ạ. Gá là đoạn âm ạ. Tinh là trường âm giọng nguyên âm ạ. Con đọc lại cả câu ạ. Alachita je lakchanti lachita je na lak cha re mít cha đi thi sa ma đa na sa ta gách chàm ti đúc gá tình. Dạ con xin hết, con xin xuống mít, con xin ngài sửa cho con ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sao mà chẳng có ai tặng hoa cho Sita Thanh Hoàng hay cho nhỉ? Ta mời Sita Thanh Hoàng đọc lại câu này. Sata gat chan ti duk gat tin. Sata gat chan ti duk gat tin. Rồi Sĩ Thanh Hoàng phân tích lại câu số 4 này. Sata gat chan ti duk gat tin. Rồi phân tích lại câu này nha. Dạ thưa sư, con đọc lại câu này. Sát ta gác tràn ti đúc gá tình. Sát là trường âm nhấn ạ. Tá là đoạn âm ạ.
Gachan là hai trường âm nhấn ạ. Tí là đoạn âm ạ. Đúc là trường âm nhấn ạ. Gá là đoạn âm ạ. Tinh là trường âm giọng nguyên âm ạ. Dạ con xin hết ạ. Con sợ con hay bị đọc lộn lắm. Alo, xin thanh hoàng. À, khi phân tích câu số 4 này, sát ta gác thành đi đúc gia tình. Khi mà phân tích câu này thì sĩ Kim Nhung có ý kiến nè. Đọc bị lộn, trường âm, đoán âm. Phân tích thì đúng, nhưng mà đọc thì lộn. Bây giờ sĩ Kim Nhung nên phân tích sao để cho sĩ thanh hoàng thấy chỗ nào mà không bị lộn, chỗ nào lộn, chỗ nào sai, chỗ nào nhầm thì để cho sĩ thanh hoàng chỉnh sửa. Mời sĩ Kim Nhung. Alo. Dạ alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn Thiện Phủ, cảm ơn Đờ Me. Nam mô Bút Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chị trong đạo tràng. Con xin phân câu 3 ạ. A la chi ta ye lách chan ti lách chi ta ye na lách cha re. A lách chi ta ye lách chan ti lách chi ta ye na lách cha re. Câu 1 và câu 2. Á là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, ta, dê là hai trường âm thông thường, lách là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, ta, dê là hai trường âm thông thường. Na, ná là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. A lách chi ta dê lách chan ti lách chi ta dê na lách cha rê. Mích cha đi thi sa ma đà na sát ta gách chan ti đúc gá tình. Mích là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đít là trường âm nhấn, thí xá là hai đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gách là trường âm, gách chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chà đi thi sa ma đa na sát ta gách chan ti đúc gá tình. Dạ con đọc nguyên câu ở nguyên nữa dạ. A lách chi ta dê lách cha ti lách chi ta dê na lách cha rê. Mích cha đi thi sa ma đa na sát ta gách chan ti đúc gá tình. Dạ con đã đọc xong câu Phật ngôn 316. Dạ thưa sư, hồi nãy bạn Thanh Hoàng thì con có nhận thấy nhận xét là đầu thì phân tích đúng nhưng mà đọc có hơi bị lộn đoạn âm và trường âm. Rồi lần sau mà khi sư nói là phân tích câu 4 thì con thấy có chữ cái na là trường âm thông thường thì bạn đọc là tá, thành ra là con nói chỗ đó thôi. Đó là cái sự nhận thức nhận biết của con ạ. Dạ con sai, xin sư sửa, con xin xuống mic ạ. Alo, sĩ Kim Nhung thì không có sai gì hết đó. Nhưng mà sĩ Thanh Hoàng á, chữ sát ta, câu số 4, sát ta, chữ sát là trường âm nhấn, mà chữ ta ở đây á, là gọi là đoạn âm.
À, chị Thanh Hoàng chú ý chỗ này. Cho nên chúng tôi đưa lên cái câu số 4 cho sư Thanh Hoàng phân tích lại. Nhưng mà lần phân tích này cũng là chị ta này gọi là đoạn âm. À, sai sai chỗ đó. Còn những cái chữ phía trước á, à, trường âm thông thường thì đọc thành ra đoạn âm. Chị ta đọc thành chị ta ha. Chị ta dê này. À, chị ta dê đọc thành là chị ta. Rồi à, chư con xin gì xí tại sao dê ở câu 1 là tát hả? Rồi cái này hay á. Rồi mời Vinh Quang cầm micro nói cho nó rõ ràng chứ cái chữ nhìn thấy sao nó không có rõ gì hết á, cầm micro nói là thấy rõ hơn ha. À, rồi bà Hương Quang thắc mắc là hỏi, đúng rồi, học rồi phải hỏi. Rồi xin mời nha. Bạch sư, con xin đảnh lễ sư, con xin kính chào đạo tràng. Tại sư con không có hiểu là cái con không có học ngữ pháp ở trong lớp của sư lâu, thành thử con mới vô đây, thành thử con không có biết, nhưng mà con đoán chừng là con biết là câu 1 á là á là đoạn âm, chữ lá là trường âm nhấn, còn chữ trí là đoạn âm, chữ ta là trường âm thông thường, chữ dê nhưng mà tại sao là trường âm thông thường, nó đâu có cái gạch ngang đâu thưa bạch sư. Thanh sư xin sư giải thích cho con biết cái chỗ này. Alo, sự thắc mắc của Huynh Quang ha. Là chữ nào không có dấu mới là trường âm thông thường, tức là không dấu đọc có dấu phải không? Ví dụ như chữ ta, chữ ti, chữ tu phải không? Tức là có dấu á, a, i, u mà có dấu ở trên, à, thì gọi là trường âm thông thường. Nhưng mà trường âm thông thường á, phải hiểu rằng có 8 nguyên âm, à, có 8 nguyên âm. A, I, E, U, U, E, O, tất cả là 8 nguyên âm phải không? Nhưng mà trong 8 nguyên âm đó, A, I, U, tức là những chữ có dấu á, thì gọi là trường âm thông thường. A, I, U thì gọi là đoạn âm, bởi vì nó không có dấu. À, không có dấu thì chúng ta đọc có dấu, mà có dấu thì chúng ta đọc không có dấu, nó khổ đê vậy là. Còn như hai đứa, một là chữ A và hai là chữ O. Thì A và O này á, nó cũng là nguyên âm. Thì bây giờ giọng đọc của chúng ta đưa nó vô trường âm thông thường. Chữ A chúng ta đọc là E, chữ O chúng ta đọc là O. À, như vậy thì trường âm thông thường ở đây có tất cả là 5. 5 trường âm thông thường là A, I, U, E, O. Tức là chữ A có dấu huyền, chữ I có dấu huyền, chữ U có dấu huyền, chữ E chúng ta đọc là E, chữ O chúng ta đọc là O. Thì khi mà chúng ta thấy có 5 cái nguyên âm này thì nó chính là những trường âm thông thường. À, tức là 5 cái nguyên âm này để đi sau phụ âm thì đó là những trường âm thông thường. Còn nguyên âm mà đoạn âm đó là á, ý, ú. À, á, ý, ú tức là những cái chữ không có dấu thì chúng ta đọc có dấu. Thông minh mà Vinh Quang hỏi cái là hiểu liền ha. Xà thủ vậy là. Rồi bây giờ mời Thích Giác Lam Mùa Xuân. Alo, tiếp đồng ngữ A, tiếp vĩ ngữ. À, ví dụ tiếp đồng ngữ A, tiếp vĩ ngữ là E. À, đó, ví dụ chữ đầu chữ cuối đi. À, chữ đầu là tiếp đồng ngữ, chữ cuối cùng gọi là tiếp vĩ ngữ. A có nghĩa là không. À, đã chi tài về. À, là hổ thẹn ha. Này chị á là không hổ thẹn, có gì đâu.
Rồi bây giờ mời Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân vô sinh hoạt trong room mà không mời lên nói chi dễ, cho nên phải mời thôi. Rồi mời Chiếc Lá Mùa Xuân. Dạ con kính đảnh lễ sư Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật ngôn 316. Alachita ye lachanti, lachita ye na lachare. Á là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, chi là đoạn âm, ta dê là hai trường âm thông thường, lách là đoạn âm, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Lách là trường âm nhấn, lách chan là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm. Lách là trường âm nhấn, chí là đoạn âm, ta dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Con xin đọc lại hai câu này. A lách chi tà dê lách chàn tí la á lách chi tà dê lách chàn tí lách chi tà dê na lách cha rề. Câu 3 với câu 4 là mít cha đít thi sa ma đà na sát ta gắt chàn tí đúc gắt tình. Mít là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, đích là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, xá là đoạn âm, ma đa na là ba trường âm thông thường, sách là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, gách là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gác là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3 với câu 4. Mít-cha-đít-thi-sa-ma-đa-na-sát-ta-gách-chan-ti-đúc. Con xin đọc lại 4 câu như sau. A lách chi ta dê lách chàn tí lách ta. Đọc lộn, con xin đọc lại. A lách chi ta dê lách chàn tí lách chi ta dê na lách chà rê. Mít chà đít thi sa ma đà na sát ta gách chàn tí đúc gác tình. Dạ con xin xuống mít ạ. Alo, 123, xin chiếc lá mùa xuân. Đạo hữu nhạc trong mùa nắng tặng hai cành hoa. Cũng có ý nghĩa rằng khi mà Sĩ Thanh Hoàng tặng có một hoa, cũng có ý nghĩa rằng trong câu Phật ngôn 316 này, câu đầu tiên lóc chanh tí có một chữ tí ha, rồi câu cuối cùng lóc chanh tí hai chữ tí ha, hai chữ tí này ha làm cho chiếc lá mùa xuân hơi giúp mình một tí. Bởi vì nghĩ rằng mình tuổi con chuột mà gặp hai con chuột ở đây nữa, cho nên hơi mất bình tĩnh ha. Nhưng mà phân tích đúng, đạo hữu Thanh Hoàng tặng một cành hoa, đạo hữu Sĩ Thanh Hoàng rồi còn đạo hữu nhặt trong màu nắng tặng hai cành hoa,
Vậy thì hai vị này có ý kiến gì khi mà chiếc chiếc lá mùa xuân phân tích như vậy? Ai có ý kiến gì? Tại sao thay vì tặng ba cành hoa cho nó oi chứ, à, giống như Shishuka nè, mới vô là tặng ba cành hoa liền ha. Chứ Oanh Phan này cũng tặng ba cành hoa, nhưng mà vì tặng có hai cành hoa, một cành hoa thì ý kiến gì không? Thấy có sai chỗ nào? Hay là chúng tôi thiên vị? Ai có ý kiến gì không? Chiếc lá mùa xuân phân tích vậy là đúng nhá. Tại luôn nên đọc thầy vật ha. Rồi bây giờ mời thêm chiếc kim nữa, để coi chiếc kim lên đây có bị tài dịch không nè. Alo chiếc kim ơi, câu này phân tích làm sao mà để khỏi bị tài dịch nè. Rồi chúng ta nghe chiếc kim nè. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư hộn cửa bên kia đó sư, con vô á con thấy cái mít nó trắng bóc à, nó không vô được cái gì trơn á. Con nghĩ rằng ở bên sư chắc bị trời mưa gió bão gì đó hả, lời sư không có vô đó. Thôi con vô hai ba lần không được, con chuồn luôn. Con nói chắc sư đi tụng kinh hay dọn nhà gì rồi đó, giờ dọn dẹp gì rồi đó. Cái cô gì nãy vừa mới lên nó đọc cũng được thưa sư, tại vì cảm động ha, rung vậy đó, thì đọc lộn tới lộn lui tài giật vậy thôi, chứ đâu có gì đâu sư, từ từ cũng nhừ mà sư. Bây giờ để con phân tích rồi, con thấy nhiều người phân tích đúng hết trơn rồi, con còn phải phân tích lại nữa sư hả? Thôi con đọc lại hết đi. Cảm ơn quý vị cho tín hiệu rõ, không biết trước có mấy người nhiều người quá. Thiện Vũ, cảm ơn Thiện Vũ. Oanh Phan, The Man 45, The Man là có 45 tuổi rồi sư ơi, còn trẻ lắm. Hồng Thị Kim Nhung, dạ cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu rõ. Thôi đọc lại. Lắp chi tà về lắp chằng tí lắp chi tà về nó lắp cha rề. Con đọc luôn 4 câu luôn, sư phân tích luôn nha sư. Tại mấy người đã phân tích hết trơn rồi. Ông người la nữa, chế nữa. Á là đoạn âm. Lắp là trường âm nhắn. Chí là đoạn âm. Ta dê là hai trường âm thông thường. Lắp là trường âm nhắn. Chăng là trường âm nhắn. Tí là đoạn âm. Lắp là trường âm nhắn, chí là đoạn âm, ta dê là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm, lắp là trường âm nhắn, chá là đoạn âm, rê là trường âm thông thường. Lắp chí tà dê, lắp chằng tí lắp chí tà dê, ná lắp chá rê. Mít chà đích thí sa mà đà nà sắc tà gắt chằng tí đức gắt tình. Mít là trường âm nhắn, chà là trường âm thông thường, đích là trường âm nhắn, thí xá là hai đoạn âm, mà đà na là ba trường âm thông thường, sắc là trường âm nhắn, ta là trường âm thông thường, gắt chăng là hai trường âm nhắn, tí là đoạn âm, đúc là trường âm nhắn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Santanano chú là cái gì ta? Dạ con phân tích xong rồi, con đọc lại đọc lụi, con đọc lại bốn nguyên bài luôn. Lắp chí tà về lắp chằng tí lắp chí tà về nó lắp cha rề. Mít chà đích thí xá mà đà nà sắc tà gắt chằng tí đức gắt trình. Xong rồi đó sư, con khỏi đọc tiếng Việt hả sư hả? Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Chà, cái bài này với bài kế vui lắm sư. Mà mấy người đi căn thá là mấy người ni kiền tử đó sư. Nó ở chuồng ở chặng, nó đi vòng vòng bên Ấn Độ, con thấy cũng còn. Nó không biết cái nhóm này có cho đàn bà vô không sư? Dạ, con nhiều chuyện chút đó sư. Dạ, con xin trả máy rồi. Alo, 123, 123, Sik Kim, không có gì để nói, hơi nhiều chuyện một chút, nhưng mà cũng rõ ràng, chính xác.
À rồi, có một sự thắc mắc. Chữ Samtana no hay là Samtanya no? Nếu mà chỉ nha, nha ná thì đó là thức ha. À, chỉ nha ná cũng có nghĩa là tuệ ha. À, thì bây giờ chỉ chữ no á, chữ n có dấu chấm ở dưới. Nếu mà chỉ nha thì có dấu ngã, có dấu quyền ở trên. À, đờ hữu nhặt trong mộng. À, coi lễ chữ này đi. À, coi lễ chữ đó đi. Nhặt trong mộng. À, chỉ nha có chữ, đúng rồi, có dấu ngã, có dấu quyền. À, có dấu ngã, có dấu quyền thì đọc chữ đó là nha. Còn chữ n kia, chữ nô đó, thì chữ n đó có dấu chấm, nha nô. À, thì chữ nha ná cũng có nghĩa là tuệ, cũng có nghĩa là trí. Còn chữ sanh tá, sanh tá có nghĩa là thanh tịnh, vắng lặng. Thì như vậy thì sanh tá nha nô có nghĩa là tịnh tuệ, ha? Tịnh tuệ, chỉ nhà nó là tuệ, ha? Hay là chỉ trí, tịnh trí. À, không biết có đúng không? À, sát tá gì? Sát tá na gì này? Ờ, không rõ chỗ này ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái vấn đề phân tích. À, từ vựng. Khi nãy giờ là chúng ta nhận diện mặt chữ. Nãy giờ chúng ta nhận diện mặt chữ ha. Bây giờ chúng ta mới tìm hiểu ý nghĩa của từ vựng. Tức là những cái chữ đó chúng ta đã đọc qua rồi. Bây giờ chúng ta biết cái ý nghĩa của những cái chữ đó như thế nào ha. Rồi bây giờ phân tích từ vựng ha. Alachita ye lap chan ti. Alachita ye lap chan ti. Alachita ye lap chan ti. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ ha. À, có hai từ. Alachita ye. À, rồi lap chan ti. Cái chữ đầu tiên là chữ thắc mắc của Kim Quang ha. Tại sao có chữ á phía trước? Chữ á này nó là một tiếp đầu ngữ, à, có nghĩa là không. Lachita ye, lachita ye, do cái từ lachita, lachita, lachita đây là một cái dạng quá khứ phân từ, có nghĩa là đã hổ thẹn, và động từ của nó là lach chanh tí, lắc chanh tí. À, lắc chanh tí là xấu hổ, là hổ thẹn. À, cái từ ở sau á, lắc chanh tí, cái động từ này, à, số nhiều nó ám chỉ là xấu hổ, hổ thẹn. Còn cái chữ ở trước á, lắc chi ta, á lắc chi ta về, nó có chữ á phía trước, tiếp đầu ngữ đó có nghĩa là không. À, không xấu hổ hoặc là không đáng xấu hổ, nhưng mà nó được chia theo định sở các số ít. Định sở các số ít, à, có nghĩa là banh, à, không phải, định sở các là cách chia thứ bảy, Satami Vipatti Ekavacana. À, cách chia này trong cái số ít. À, à, cho nên lách chi ta thì nó biến thành lách chi ta về. À, lách chi ta về. À, tức là, à, điều không đáng xấu hổ. À, điều không đáng xấu hổ. Động từ phía sau là xấu hổ, hổ thẹn, lách chanh tí. À, vậy thì cái câu này, a lách chi ta về lách chanh tí. À, xấu hổ về điều không đáng xấu hổ.
xấu hổ về điều không đáng xấu hổ. À, đó là câu đầu tiên ha. Lách thành bị xấu hổ đó, hổ thẹn. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 2 ha. Câu số 2, lách chi ta về na lách cha rề, lách chi ta về na lách cha rề, lách chi ta về, đây là một danh tính từ nam tính ha, và nó cũng được chia theo định sở cách số ít, tức là sao tầm y vì pháp thi e câu quá trình ha. Lách chi ta về có nghĩa là đáng xấu hổ. À, hoặc là việc nên xấu hổ, nên hổ thẹn. À, điều đáng xấu hổ về việc nên hổ thẹn, đó là cái từ lách chi ta về. Rồi, từ thứ hai, ná, có nghĩa là không. Rồi từ thứ ba, lắc chạ rề, lắc chạ rề, do cái căn ngữ lắc, à đây là một cái động từ số nhiều ha. Lắc chạ rề tức là tự xấu hổ, tự hổ thẹn, tự xấu hổ, tự hổ thẹn. À, như vậy câu số 2 này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Lách chi ta về na lách cha về, không tự xấu hổ về điều đáng xấu hổ, không tự xấu hổ về điều đáng xấu hổ. Rồi câu số 3. Dịch rồi. Thôi, nhưng mà xa quá không bị lây đâu, quý vị cứ tự nhiên ha. Câu số 3, Mitcha Ditthi Sammadana, Mitcha Ditthi Sammadana. Đây, câu số 3 là một chùm, một đống, một nhóm từ luôn ha. Bây giờ chúng ta cắt ra, chia ra, à, để tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ Mitcha, à, trước tiên cắt ra chữ Mitcha, đây là một trạng từ, có nghĩa là sai, là xấu, là quấy. À, sai, xấu, quấy. À, chữ Mitcha xong rồi ha. Rồi cái từ thứ hai, Ditthi. Ditthi nó là một danh từ nữ tính. Ditthi có nghĩa là tri kiến hay là cái nhìn. Mitcha Ditthi là cái nhìn sai, hay là người ta còn gọi Mitcha Ditthi là tà kiến. Đó là hai từ tổng lại ha. Rồi từ thứ ba, Sammadana. Sammadana, à, Sammadana do cái căn ngữ sân, do căn ngữ a, và ở đây cái danh từ nam tính là đa na, akarantapunglinga đa na. Như vậy thì ở đây Sammadana, à, do căn ngữ đa, à, khi đây nó là một danh từ nam tính, Sammadana với những tiếp đầu ngữ này cho chúng ta ý nghĩa Sammadana. Sammadana số nhiều, nó là chấp thủ, chấp nhận hay là cho. Chấp thủ, chấp nhận hay là cho. À, như vậy thì cái câu này Mitcha Ditthi Sammadana, Mitcha Ditthi Sammadana có nghĩa là
những người nào có sự chấp thủ tà kiến, câu số 3 này, những người nào có chấp thủ tà kiến. Số 3 xong chưa? Những người nào có sự chấp thủ tà kiến, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 4, là câu phụ tục. Satta gacchanti dukkhatin, satta gacchanti dukkhatin. Câu này chúng ta thấy có ba từ, satta là một, gacchanti là hai, dukkhatin là ba. Vì satta do cái từ satta, satta là một danh từ nam tính, akaranta phung linh ga. Và chữ satta đó được chia theo chủ cách số nhiều, bà thầm má bảo hú quá chá ná quỷ sắp phát tí. Cho nên satta biến thành satta, satta là chúng sanh. Thế nào là một chúng sanh? À, chúng sanh có thức tánh, biết rằng chúng sanh đó có thức tánh. À, thì rằng đó là một chúng sanh. Rồi, từ thứ hai, gắt chanh tí, đây là một động từ số nhiều của động từ gắt chặt tí. À, là động từ này có ý nghĩa là đi, đến. Mà đến thì ám chỉ đó là sự tái sinh, à, tức là sự luân hồi. Gacchanti là đi đến. Và cái từ cuối cùng, dukkhatin. Dukkhatin chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đú ở phía trước. Tiếp đầu ngữ này có nghĩa là khó, là xấu, là ác. À, và chữ gacchanti là sao? Do cái từ gati. Gati là một danh từ nữ tính, ikaranta ikilinga. Và chữ gati này được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia quỷ pháp tí e câu quá trần hạ. Cho nên chữ gati biến thành gati. À, gati có nghĩa là nơi tái sinh hay là cảnh giới. Và đúc gia tình có nghĩa là khổ cảnh. Khổ cảnh ở đây có nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và atula. Thì gọi là bốn cảnh khổ đó, gọi là khổ cảnh đúc gia tình. Vậy thì câu số 3, câu số 4 này, satta gacchanti dukkhatin, chúng sanh tái sanh vào khổ cảnh. Đi đến tái sanh khổ cảnh. À, chúng sanh đi đến khổ cảnh. Rồi, như vậy câu Phật ngôn 316 cho chúng ta ý nghĩa. À, chúng xấu hổ về điều không đáng xấu hổ, không tự xấu hổ về điều đáng xấu hổ. Những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến tái sanh khổ cảnh. À, ý nghĩa câu Phật ngôn 316. Chúng xấu hổ về điều không đáng xấu hổ, không tự xấu hổ về điều đáng xấu hổ. Những chúng sanh có sự chấp thủ tà kiến đi đến tái sanh khổ cảnh. À, đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 316. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thở lục bát thế này: hàng thua những việc hòa xiên là không hổ thẹn, chuyện nên hàng thua. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú,
cởi hi nhảy vào. Hoa hẹn thùa nhớ việc hoàng xiên đã có mổ hẹn chuyện nên hẹn thùa ai người tà kiến vậy kia bàn sanh ác thú cởi hi nhảy vào. Tự nhiên đó mà tự nhiên đó phải làm thơ lục bát quý vị thấy hay ha. Rồi đó là chuyện của ngài với đức còn ngài hòa thượng Minh Châu thể ngũ ôn như thế này không đáng hổ lại hổ việc đáng hổ lại không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú không đáng hổ lại hổ việc đáng hổ lại không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Rồi lúc đầu thì chúng ta nhận diện mặt chữ ha. Lần thứ hai này thì chúng ta đi vào tư vấn để tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Và bây giờ tới cái phần thứ ba là chúng ta đọc lại cho nó quen mặt chữ. Alo, trong phần tư vấn có ai thắc mắc gì không? Không ai thắc mắc thì bây giờ chúng ta bắt đầu đọc lại cho nó trôi chảy. Phân tích thì quý vị cũng đã phân tích rồi, ý nghĩa tự vận thì quý vị cũng biết cái từ này có ý nghĩa sao rồi. Bây giờ chúng ta đọc lại ha. Alachita ye lachan di lachita ye na lachya ve micha dit thi samma da na satta gacchan ti duk gatin alachita ye lachan ti lachita ye na lachya ve micha dit thi samma da na satta gacchan ti duk gatin alachita ye lachan ti lachita ye na lachya cha về mít cha đít thi sam ma đà na sát ta gác chân thi đúc gác tình a lát chi ta về lát chân thi lát chi ta về na lát cha về mít cha đít thi sam ma đà na sát ta gác chân thi đúc gác tình không đáng hổ lại hổ việc đáng hổ lại không do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đây bây giờ xin mời bàn tay của quý vị với hai cách đọc, quý vị có thể đọc chia làm hai hoặc là làm thẳng một hơi, nhưng mà làm thẳng một hơi đứt bóng ráng chịu nha. Rồi Thi Kim là người xung phong đầu tiên, xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư con đọc kinh kệ luôn sư, con làm công chuyện nữa sư. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc kinh và kệ câu pháp cú 316. Bây giờ đọc cách nhanh trước đi, tại vì bây giờ vô còn hơi, hồi hết hơi sao? Đọc nhanh trước một lần có được không? A lắp chí tài về lắp chẳng tí lắp chí tà về na lắp cha rề mít cha đích tí sa mà đà nà sắc tà gắt chẳng tí đúc gắt tình a lắp chí tà về lắp chẳng tí lắp chí tà về na lắp cha rề mít cha đích tí sa mà đà nà sắc tà gắt chẳng tí đúc gắt tình. Thôi giờ kỳ này đọc chậm. A lắp chí tà về lắp chẳng tí lắp chi tà về na lắp cha rề mít cha đích thi sa mà đà nà sắc tà gắt chẳng tí đúc cá tiền sắc tà gắt chẳng tí đúc cá tình à lắp chi tà về là chẳng tì lắp chi tà về na lắp cha rề mít cha đích thi sa mà đà nà sắc tà gắt chi tí đúc cá tình a lắp chi ta ye lắp chẳng tì
lắp chi ta về na lắp cha rề mình cha đinh thi sa ma đa na sắc ta gắt chẳng ti đức ca tin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và cảm ơn quý vị cho biết ta đã nghe được âm thanh rõ. Và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 316. Alachita ye lachan tí lach chí ta về na lắc cha rề mất cha đức thí sa ma đa na sát ta gắt chanh tí đúc gắt tình a lắc chí ta về lắc chanh tí lắc chí ta về na lắc cha rề mất cha đức thí sa ma đa na sát ta gắt chanh tí đúc gắt tình. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kể luôn. A lách chi ta về lách chanh ti lách chi ta về na lạch cha rệ mịch cha đích thi sa ma đa na sạch ta gắt chánh ti đục ra tình a lạch chi ta dễ lạch chánh ti lạch chi ta dễ na lạch cha rề mất cha định thi sa ma đa na sạch ta gắt chân tì đục ga tình. Thẹn thùa những việc hoàng xuyên lại không hổ thẹn, chuyện nên thẹn thùa ai người tà kiến vậy kia bàn sanh ác thú cởi hia nhảy vào. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con có gì sai xin Ngài sửa cho con. Con xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Như Qua. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 316 ạ. A lách chi tà dề lách chàn ti lách chi tà dề na lách cha rề mích chà đi thi sa mà đà nà sắc tà gách chàn ti đúc gà tịch. A lách chi tà dề lách chàn ti lách chi tà dề na lách cha rề mích chà đi thi sa mà đà nà sắc tà gách chàn tí đúc gát tình. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Thẹn thùa những việc quàng xuyên lại không hổ thẹn, chuyện nên thẹn thùa ai người tà kiến vậy kia bằng sanh ác thú cởi hia nhảy vào, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong, con xin xuống mic. Dạ, kính cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Xin mời Thiện Vũ ạ.
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Chí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài pháp cú 316. Alachita ye lachanti lachita ye na lachare Mikcha dithi samadana la satta kachanti dukkha tình. Alachita ye lachanti lachita ye na lachare Mikcha dithi samadana satta kachanti dukkha tình. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thẹn thùa những việc quàng xin, lại không hổ thẹn những chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bảng sanh ác thú, cởi hiểu vào. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sít Như Quang, cảm ơn Quỳnh Phan. Dạ, cảm ơn Trần Vũ. Dạ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh cho biết âm thanh rõ. Con xin trả bài câu pháp cú 316. Alak Chita Ye Lachanti Chita ye na lacha re mikcha ditthi samadana satta gacchan ti dukkhatin alachita ye lacchan ti lachita ye na lacha re mikcha ditthi samadana satta gacchan ti dukkhatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Đó là bản chủ ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Alachita ye lachanti lachita ye na lachare mikcha dit thi ma đà na sát ta gách chân ti đúc ca tin. Dạ, con xin đọc bản chữ ngữ của Hòa Thượng Thích của Hòa Thượng Giới Đức. Thèn thùa những việc quản xiên, lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bằng sanh ác thú cởi kia nhảy vào. Dạ, con trả bài xong. Con có sai thì xin ngài sửa lại dùm con. Dạ, nên từ kính mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Mô Phật, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc bài 316 câu Phật ngôn. Dạ, á lách chí tà về đất trần tí, lách chí tà về ná lách chá rề. Á lách chí tà về đất trần tí, lách chí tà về ná lách chá rề. Bít trà bít thí xá mà đà nà sắp tài đắc trần tí đúc gấp tình. Đích trà đích thí xá mà đà nà sắp tài gấp gần sắp tài gấp trần đúc gấp tình. Không đáng hổ thẹn, không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Và bản dịch cho Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Thẹn thùa
những việc hoàng xiên lại không hổ thẹn. Chuyện nên thẹn thùa, ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú khởi cởi hia nhảy vào. Dạ, do Hòa Thượng Giới Đức dịch ạ. Dạ, con xin chúng mít ạ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con Giang Nhật Hà, con xin đọc câu Pháp Cú 316 à. Con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, con xin đảnh lễ quý Tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, Alakchita ye lakchanti lakchita ye na lakchare mik cha dit thi samadana satta gat chan ti dukatin alak chita ye lak chan ti lak chita ye na lak chare mitcha dit thi samadana satta gat chan ti dukatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú, là bản việc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thẹn thùa những việc hoàng xiên, lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú cởi hia nhảy vào, là bản việc của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic, có sai xin nhờ sư sửa giùm con ạ. Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài ạ. Alakchita ye lakchanti lakchita ye na lakchare miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Alakchita ye lakchanti lakchanti citta ye na lacchare miccha ditthi samadana satta gacchanti dukkhatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Alakchita ye lacchanti citta ye na lacchare miccha ditthi samadana satta gam satta gacchanti dukkhatin. Thẹn thùa những việc quảng xiên, lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú cởi hìa nhảy vào. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ luôn ạ. Alakchita ta ye. Dạ, con xin sám hối con đọc. Alakchita
A-lách-chi-ta ye lách chan ti lách chi ta ye na lách chan re nicca ditthi samadana satta gan chan ti dukkha tin. Dạ con xin chào mít cho vị kế tiếp. Dạ bạch sư, con xin đọc thử rồi con như thế nào. Ala chitta ye la chan ti la chitta ye na la cha re mit cha dit thi sa ma da na sat ta gat chan ti chuk ga tin. Ala chitta ye la chan ti la chitta ye na la cha re cha đít thi sa ma đà na sát ta gác chân tí đức ca tình. Con kể luôn nghe sư. A la chín ta ye la chân tí la chi ta ye na la cha re mít cha đến thi sa ma đa la sát ta chan ti ga tin a la chín ta ye la chan ti lát chi ta ye na lát cha re mít cha đến thi sa ma đa la sát ta gác chân ti đừng gá tên. Chúng sanh thẹn thùa những việc quàng xiên lại không hổ thẹn, chuyện nên thẹn thùa ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú cởi hia nhảy vào. Giờ con xin xuống mít ạ. Sang kha dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức tăng đạo, ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức cùng chư tăng đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phúc hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin được trả bài ạ. Câu pháp quốc kinh số 316. Dạ, cảm ơn Như Quang cho bài học. Cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Dạ, cảm ơn nhạc trong màu nắng. A lách chi tà về cha lách chàn ti lách chi tà về na lách cha rề mịt cha đích thi sa mà đà na sa tà gách chàn ti đúc gách tình. A lách chi tà về a lách chàn ti lách chi tà về na lách rê mít cha đích thị sa ma đa na sa ta gạch chan ti đúc gạch tình. Không đáng hậu lại hậu, việc đáng hậu lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Và đây là bản kiến ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. À lạch chi ta về lạch chan ti lạch chi ta về na lập cha rê mít cha đích thi sa ma đa na sa ta gat chan ti đức ga tinh. A lập chi ta ye lập chan ti lập chi ta ye na lập cha rê mít cha đích thi sa ma đa na sa ta gat chan ti đức ga tinh. Thẹn thùa những việc hoàng xuyên, lại không hậu thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người đã kiến vậy kia, bản sanh ác thú, cởi hia nhảy vào. Và đây là bản phổ của Hòa Thượng Giới Đức, con thành kính. Đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con có sai xin ngài chửi cho con ạ. Dạ, mời Thanh Hoàng.
giãn đảnh lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ nhà, con xin đọc câu pháp cú 316 ạ. Alachita je lachanti lachita je nalattare cha dithi samadana satta chanti ga tình. Alachita je lachanti lachita je nalattare Mikcha dithi samadana satta gacchanti dukkha tình. Dạ con xin hết ạ. Ngài sửa cho con ạ. Con thấy ngài vào rồi, và con kính nhân mình đến ngài ạ. Alo, 123123. Sa thú quý vị đọc rất là chạy chữ, tức là đọc thông suốt, nhưng mà trong cái đọc của quý vị á chưa được nhuần nhuyễn giữa trường ông và đoạn ông. Có những vị đọc rất chuẩn, có những vị mà đọc thử thành ra đọc thiệt luôn. Mà đọc thiệt á thì trường ông và đoạn ông nó chưa gắn liền với nhau. Ví dụ tới chỗ nào mà có chữ tí là dừng lại hoặc là đọc kéo dài thì không tốt. Cuối câu nó là chữ tí, thì chữ tí đó chúng ta phải chạy qua cái trường âm đắp, phải chạy qua trường âm đúc, chứ không phải là tới tí đó thấy chuột ra là sợ rồi cái dừng lại, không nên như vậy ha. Mà chúng ta đọc liền luôn một lần hai câu. Lách chi tài về lách chành tí lách chi tài về nó lách cha rề. Chứ không phải là đọc cuối câu của quý vị dừng ha. Mà đọc dừng lại nơi câu số 2. Sattā gacchanti dukkhatin ha. Sattā gacchanti dukkhatin. Chữ tí đó là đoạn âm thì chúng ta phải chạy qua biên trường âm ha. Hôm nay thấy Sĩ Kim từ cái giọng kinh chạy qua giọng kệ đó là thấy hư bột hư đường hết. Bởi vì cái giọng kinh á chúng ta trang nghiêm ha, ta trang nghiêm, nhưng mà qua giọng kệ thì chúng ta thư giãn. Nhưng mà từ từ rồi mới kể chứ làm gì mà kinh thì phải là đọc cho nó trang nghiêm, cho nó rõ ràng. Từ cái giọng kinh cái nhảy qua giọng kệ thấy làm rối độ hình á. Alo, trước lá mùa xuân có ý kiến gì đó, xin mời. Dạ, con chưa đọc, con muốn đọc thôi. Dạ, con xin đọc lại. Alachita ye la chan ti. Ôi, đọc lâu. Alachita ye la chan ti la chi
ta về na la cha rề mít cha đít thi sam ma đà na sát ta gắt chan tí đúc gắt tình a lát chi ta về lát chan tí lát chi ta về na lát cha rề mít cha đít thi sam ma đà na sát ta gắt chan tí đúc gắt tình. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến sanh đi ác thú, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A lách chi tà dê lách chàn tí lách chi tà dê na lách cha rê mít cha đích thi sa mà đà nà sát tà gắt chàn tí đúc gắt tình. Không đáng hổ lại hổ. Ủa, cái này con đọc rồi. Thẹn thùa những việc hoàng xiên, lại không hổ thẹn chuyển nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú hia. Cởi hia nhảy vào, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin xuống mic. Sa thú sẽ chiếc lá mùa xuân rõ ràng ha. Qua giọng kinh chúng ta thấy trường âm và đoạn âm, và cái giọng đọc của chúng ta nó có vẻ nghiêm túc. Nhưng mà khi qua giọng kệ thì quý vị thấy nó nhẹ nhàng, nó thư giãn, thoải mái hơn. Và dòng kinh và dòng kệ chúng ta đừng có để cho nó lẫn lộn với nhau. Bởi vì khi mà trường âm đoạn âm rõ ràng của dòng kinh như vậy, mà chúng ta đi qua chuyển qua dòng kệ liền á, là thấy hư bột hư đường. Tức là chúng ta phải tách ra, kinh là kinh, kệ là kệ. Thời gian còn lại quý vị thấy là còn nửa tiếng đồng hồ, mà cái câu Phật ngôn 316 thì 317 cùng một duyên sự, thì chúng ta làm sao đây? Còn nửa tiếng đồng hồ nữa để làm cái gì? Duyên sự từ 317 mới nói lên chứ. Bây giờ 316 rồi, kinh chưa xong phải chạy qua kệ liền, hầm bà lầm kiểu đó thấy không được. Cái nào kinh là kinh, cái nào kệ là kệ. Nhất trí không? Và quý vị thấy cái phương pháp học như thế này cho quý vị nhận diện được mặt chữ ha. Nhận diện mặt chữ ha. Rồi khi nhận diện mặt chữ xong, phân tích xong, rồi khi đó chúng ta đi vào từ vựng. Và đi vào từ vựng xong thì bây giờ chúng ta ôn lại đọc nguyên bài. Mà đọc nguyên bài xong á, đó là dụng kinh. Rồi bây giờ phần cuối cùng mới là cho nhẹ nhàng chút. Chứ nãy giờ nhức đầu nhức óc quá rồi, thì bây giờ coi như chúng ta kệ cho nó nhẹ nhàng. Ai làm bậy cũng làm theo, không bậy bạ không. Cái phương pháp này quý vị có ý kiến gì không? Học cái kiểu này quý vị thấy có ý kiến gì không? Cái gì lâu lâu cho ăn thập cẩm một bữa đi hả? Rồi kệ vào kinh làm riêng như vậy thì khó phải chuyển tông rồi gì rõ và hay ha. Rồi cũng ý kiến ý cò tùm lum ha. Rồi tức là với phương pháp này, tức là quý vị phải chú tâm. Nếu không chú tâm mời lên là thấy quớ quớ liền ha, là thấy coi như là không nắm bắt được thì rất là khó. Bởi vì học thầy không thầy học bạn, một vị nào đó sai, chúng ta mời vị khác lên chỉ cái chỗ sai của quý vị. Tức là quý vị cũng phải theo dõi chứ, nếu không theo dõi này thì làm sao cái kiểu mà ai bắt chước ai làm sao làm vậy, ai làm bậy cũng làm theo, xin lỗi.
nói như Sĩ Nhật Quỳnh chịu lo rồi thấy rồi chỗ nào đúng chỗ nào sai. Ở đây có chỗ biết cha biết thí à, tức là mình thấy sai thì mình phải chỉnh lại chứ. Cũng giống như Sĩ Chiếu Lá Mùa Xuân nè, khi đọc tới cái chữ câu đầu tiên á, câu đầu tiên Alachita về lachan tí, tới chữ tí này cái là thấy ủa phải ta sao à, à tuổi con chuột à, tới chữ tí này cái là thấy khựng lại à, mà khựng lại chỗ này là thất bại. Lachan tí lachita về à, chữ tí này nó chạy qua chữ lá à, chứ không có nên dừng lại chỗ chữ tí này. Đã là tuổi tí rồi mà tuổi con chuột mà gặp chữ tí này là sợ đâu nữa. Phải vượt qua trở ngại chứ. Rồi, thôi bây giờ à, chúng ta tập trung để thư giãn cho nó nhẹ nhàng một chút ha. À, có nghĩa là giọng kinh chúng ta đã đọc qua ha. Bây giờ à, qua giọng kệ nè. Alan chita ye không được à, một câu tới tám từ, một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai chứ không phải là đọc năm ba ha, mà câu tám thì phải chia bốn bốn ha. Rồi bây giờ chúng tôi xin lặp lại sai và sửa ha. Alan chita ye la chan ti lan chita ye na lan cha re min cha di thi samada na santa ga chan ti duk ga tin alan chita ye la chan ti lan chita ye na lan cha re min cha di thi samada na san ta gan chan ti duk gan tin alan chi ta ye la chan ti lan chi ta ye na lan cha re min cha din thi samadana san ta gan chan ti duk gan tin. Thêm lần nữa ha. Alanchita ye lachanti lanchita ye nalanchare minchadinti samadana santaganchanti dukgatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác tu. À, xin mời Sĩ Nguyên Trang nè, nào nãy giờ vô ngồi im ru chờ nghe là kệ mới chịu lên, chứ cái giọng kinh thì thấy quen rồi à, bây giờ qua giọng kệ nè, mời Sĩ Nguyên Trang. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con Nguyên Trang, chào trước hết con kính đảnh lễ ngài Chư Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin, dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc ạ. Con xin đọc trước rồi kể sau nha ngài. Ban nãy hồi con. Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Alachita ye lachan tilachita ye nalachare mitchandi mitchandi tisamadaha satta satta gat chang ti duk gatin alachita ye lat chan ti lat chita ye na lat cha re mitcha dit ti samadana satta gat chan ti duk gatin alachita ye lat chan ti lat chita ye na lat cha re mitchaditi samadana sakta gacchan ti dukkatin. Không đáng hổ lại hổ,
việc đáng hộ lại không, không chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Alachita ye lachanti, lachita ye na lachare, mitchaditi samadana, sattagachan ti dukgatin. Thẹn thùa những việc quàng xiên, lại không hổ thẹn việc, lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú, cởi hia nhảy vào. Dạ, đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con có đọc sai, con kính mong sư sửa cho con ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Và con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Con xin xuống mít. Dạ, em mến kính mời chị Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, chị Nhật Huỳnh cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, con xin kệ bài kinh Pháp Cú 316 ạ. Alachita ye lachanti, lachita ye na lachare, minchadhi sadana satagachanti dukgatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thẹn thùa những việc quàng xiên, lại không hổ thẹn việc nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú cởi hia nhảy vào, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kệ xong kinh Pháp Cú số 316. Kính cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Kha Giá. Một lần nữa con kính linh lệnh sư Trí Đức, và con kính chào đạo tràng. Con kể câu Pháp Cú 316 ạ. Dạ, Alachita ye lăng chân ti, lăng chi ta ye na lăng cha re. Bicchadikti samadana santagacchanti dukgati. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Alachita ye lachanti, lachita ye na lancha. Mitchadikti samadana sattagacchanti dukgati. Thẹn thùa những việc quán xiên, lại không hậu thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến về kia, bàn sanh ác thú cởi hia nhảy vào. Đó là ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong. Dạ, con xin mời đạo tràng lên kể tiếp và dạ, con cảm ơn đạo tràng. Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, con xin kể câu con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin kể câu 316. Alachita ye lachanti, lachita ye na lachare, nichaditti samadana, satta gacchanti
đức gia tình. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Alachita ye lạch chan ti, lạch chi ta ye na lạch cha re, vich cha dit thi samadana, sat ta gat chan ti duk ga tin. Thẹn thùa những việc hoàng xiên, lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bằng sanh ác thú cởi nghe nhảy vào, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ sa thủ. Em cảm ơn chiếc lá mùa xuân và cảm ơn Như Quang Thiện Vũ Kim Nhung cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Dạ kính cảm ơn Quanh Phần. Dạ cảm ơn Nguyên Trang, lâu lắm rồi nha, đốt mất tiêu luôn nha Nguyên Trang. Dạ con xin kể lại ạ. Hồi nãy con nói là ai làm sao con làm vậy, ai làm bậy con làm theo. Dạ con xin sám hối và con kể lại ạ. Dạ, cảm ơn Như Quang. Alapchita ye chalap chan tilap chita ye nalap chare mitcha ditthi samadana satta gacchan tidukkatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. A lập chi ta về lập chan ti lập chi ta về na lập cha re bịch cha địch thi sa ma đa na sa ta ga chan ti đúc ga tình. A lập chi ta về lập chan ti lập chi ta về na lập cha re mịt cha đi thi sa ma đa na sa ta gạch chanh tỷ đức gá tình. Thẹn thùa những việc hoàng xiên, lại không hậu thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bạn sanh ác thú cởi hia nhảy vào. Và đây là bản khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng và sa thú bằng tay Vinh Phan cho Nhật Quỳnh hỏi một câu. Cái Nhật Quỳnh nhường mít lại liền nha. Dạ bạch ngài, con nãy giờ con trốn học nên con không biết đọc cái chữ này có đúng hay không. A lắp hoặc là a lắp nó bạch ngài. Dạ mình khoan kệ xong ngài lên chỉ dạy con đọc sao đúng á. Con đọc mà con nghi ngờ chính con luôn á. Dạ rồi mời bên Phan nha. Dạ mô Phật, con kính lễ Ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kể bài kinh 316. A lách chi ta về lách chân tì, lách chi ta về na lách cha rê, vít cha đít thi cha ma đa na, sạch ta gắt tránh tịt đúng ca tình. Dạ, việc đáng hổ, không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Thẹn thùa những việc hoàng xiên, lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú cởi hia nhảy vào. Dạ bản phổ thơ do Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ con xin sư dạy cho con ạ. Con xin xuống mít ạ.
Alo. Dạ con thấy không có ai cầm mic là con xin kệ. Dạ con xin đảnh lễ siêu trí đức quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin kệ câu pháp cú 316 à. Alakchita ye lakchanti lakchita ye na lakchare mitchaditi samadana sattagacchanti dungatin. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin sám hối ạ. À lạc chi ta ye lạc chan ti lạc chi ta ye na lạc cha re mik cha di thi sa ma da na sat ta gat chan ti dung ga tin. Thẹn thùa những việc hoàng xiên, lại không hổ thẹn chuyện nên thẹn thùa. Ai người tà kiến vậy kia, bàn sanh ác thú, cởi hia nhảy vào, là bản dịch việc của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống mic ạ. À. Xin mời vị kế tiếp ạ. À. Lô 123 123, nghe rõ ha. Đặc biệt là quý vị giọng kinh cũng hay mà giọng kệ cũng hay, không có gì để mà nói. Bởi vì khi quý vị đã phân tích biết rõ nó là trường âm, là đoạn âm, thì cái giọng kinh của quý vị chắc chắn là sẽ chính xác. Nhưng mà rồi qua cái giọng kệ, không ngờ quý vị đã kể hay hơn chúng tôi nữa. Cái điều này là người ta gọi hậu sinh khả quý ha? Hay là khả ố, này khả quý chứ. Học hay hơn mà sao không khả ố được. Huynh Giang Nhất Hạ ha? Kể sao mà để cho bên nữ người ta nói trầu vui, sao mà mấy cái giọng nam mà kể hay quá, mấy vị nam trong lớp mình kể hay quá đó. Thấy được sự tán thán như vậy thì huynh Giang Nhất Hà nghĩ thế nào ha? Mình kể hay khen, đó là cái định được nhân quả rõ ràng rồi. Quá rồi Sĩ Ca Nguyên Trang nói giấu nghề nữa là sao? Trời ơi, Đức Phật với bàn tay rộng mở, giáo pháp này đâu có chỗ nào mà phải bàn tay nắm chặt đâu. Ai có khả năng thì cứ phô trương, chứ giấu nghề cái gì. Cái giấu nghề là cái câu Phật ngôn này có giấu nghề đó. Sĩ Nguyên Trang muốn nhắc khéo là đi vô ý nghĩa của câu Phật ngôn này, tức là do chấp nhận tà kiến nè, cho nên chúng sanh đi ác thú nè. Mình thấy nó là sai rồi, nhưng mà bảo vệ cái sai đó để rồi sao? Đi đoàn tụ với những cái người mà trong khổ cảnh. Ví dụ ha, đi ăn trộm con bò, cầm cái dây dắt con bò đi, bị người ta bắt được thì đã tự ra. Ai cũng đọc mà đúng hết trơn rồi, còn hỏi cái gì nữa, chữ đắc nè. Nếu mà đọc sai thì chỉnh, nhưng mà đọc đúng rồi còn có gì để mà thắc mắc nữa. Nó là trường âm nhấn mà không đọc vậy đọc làm sao? Không tin nơi mình hả? Không tin nơi mình thì tin nơi ái. Atta hi atano na thô, mà không tin nơi mình thì coi như coi lời dạy của Đức Phật không có lý do ký lô nào hết à. Thì bây giờ Atta hi atano na thô,
ta là nơi nương nhờ cho chính ta. Vậy thì bây giờ Sức Nhật Quỳnh nó không tin nơi mình nữa, để tin nơi ai? Trả lời vấn đề. Nó dắt con bò nó đi, bị chủ nhà bắt được. Rồi nó mới tranh cãi với nhau, tại sao mà cái đi ăn trộm bò tôi. Cái chàng đó anh mới biện bạch: tôi đâu có ăn trộm bò với ông đâu, tôi chỉ lấy sợi dây thôi. Tôi cầm sợi dây trên tay, tôi đâu có đụng tới con bò. Cái sợi dây này cột vô mũi con bò thì cầm sợi dây này tức là đi ăn trộm bò tôi rồi gì đó. Người kia nhất quyết nói: con bò của anh tôi không có đụng tới, tôi chỉ cầm sợi dây, thấy sợi dây đẹp tôi cầm đi, tôi lấy sợi dây. Thì bây giờ cái đó là cái gì? Việc đáng hổ, việc không đáng hổ là hổ thẹn, mà việc đáng hổ thẹn là không. Người ta nói lên cái lỗi của mình vì cái tâm tham đi bắt con bò người ta dẫn đi. Vậy mà khi bị bắt lại tại trận thì nó: tôi đâu có ăn trộm bò, tôi chỉ cầm sợi dây tôi đi thôi chứ tôi đâu bắt bò. Thì như vậy là sao? Trong cái sai mà mình còn cố bào chữa, chấp nhận cái sự sai của chính mình, thì cái vấn đề đó là sao? Chúng sanh đi ác thú, mà ác thú ở đâu trong kiếp này? Mình còn sống đây mà làm sao đi, sau khi chết mới đi ác thú nhá. Nhưng mà ở đây lại đi ác thú bằng cái nhân quả là nhắn tiền. Người ta dẫn bò đi rồi còn nói là: tôi cầm sợi dây tôi đâu bắt bò đâu. Rồi cái chủ nhà tức quá, quất một cái phù mỏ, quất một cái lỗ mũi ăn trầu. Thì anh chàng này sao? Khi mà mình đã bị người ta là mình đã làm việc sai mà mình không chấp nhận cái sai đó, để rồi lỗ mũi ăn trầu, nhịn thì nhục mà không nhịn thì bị đục ha. Mình chấp nhận mình sai đi thì đâu có đến nỗi là cái lỗ mũi ăn trầu. Rồi như vậy thì cái lỗ mũi ăn trầu đó tức là đi ác thú, tức là mình chịu quả báo nhãn tiền, bị hành hạ của địa ngục thế gian chứ không phải hành hạ sau khi chết. Mà trong kiếp này mình làm bậy là mình bị ăn đòn thì thay vì bắt con bò người ta bắt được thì mình xin lỗi đi, mình xin lỗi đi thì người ta sẽ nhẹ nhàng đối với mình. Đây không, tôi đâu bắt bò, tôi chỉ đang cầm sợi dây, ngon ha. Thì quý vị thấy chẳng có nên bắt chước cái anh chàng này không? Nếu mà bắt chước là phù mỏ đang chịu nghe, do chấp nhận tà kiến nè, do chấp thủ nè, cái sai mà mình cho nó là đúng, mình cho đó là coi như là mình thích thì mình mình động trời con thiên tử ngụy biện. Đúng rồi, ngụy biện báo lên đọc kinh này không lo đọc kinh, kinh là chạy qua kệ, đó là ngụy biện. Kinh phải trang nghiêm qua kệ rồi là phá rối độ hình luôn. Những người sau họ đọc họ thấy: ủa, dòng kinh này đọc nó nghiêm túc mà sao nghe giọng kệ của Sít Kim tự nhiên buông rũng tay chân. Rồi người ta đâu có vô cái thứ tự được, phải không quý vị? Không tin bây giờ quý vị nghe Sít Kim kể lại lần nữa là tự biết rằng cái giọng kể của Sít Kim rất là đặc biệt mà ấn tượng, làm cho người ta coi như quên đi, quên đi cái gì. Sư hôm nay khiếu trọ đó, trời ơi khiếu trọ gì bây giờ này. Bây giờ Sít Kim lên kệ đó là để kết thúc chương trình ha. Bây giờ còn có 2 phút nữa. Rồi, quý vị đồng ý nghe Sít Kim kệ không? 317 mới nói lên duyên sự. Alo, Sít Kim lên kệ một cái rồi kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng nè, để đưa bài học lên cho quý vị coi
giọng kệ của Sĩ Kim, xin lỗi tìm người thứ hai, tìm không ra nha. Xin mời. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô tu nữ và quy Phật tử. Chàng ghét ơi, lần đầu tiên á, con mới nghe sư nói giọng kệ con lạ. Con chỉ biết giọng kệ cái con lúc trước nghe kinh hồn dị mạng lắm. Con không dám nghe nữa. Ai mà nghe của kệ con lúc trước rồi, tối về không dám ngủ nữa. Mà ơi, cái đó thì sợ quá. Lúc này đọc như vậy là khá lắm rồi sư ơi. Con bắt con theo sư kệ sao con kệ vậy thôi. Đâu biết hay ho vậy đâu sư. Cậy được cậy vậy thôi mà, bây giờ còn la nữa. Mấy lần trước con cũng kinh rồi con cậy, sư đâu có dày dài vậy đâu. Sao bữa nay sư khiếu trọ khó chịu vậy sư? Con đọc xong rồi sư không thấy sư cho bông qua gì hết trơn á. Sư im lơ bờ lờ luôn. Bây giờ lại dày già nữa. Thôi con bó toàn thân với sư luôn. Thôi giờ con đọc kệ đến gần hết giờ rồi, sư la con mở nhọn. Dạ con xin đọc kệ câu Pháp Cú 316. À, lập chi ta ye la chăng tì la chi ta ye na lắc cha về mình cha đinh thi sa ma đa na sắc ta gác chăng ti đức ca tinh. À, lập chi ta ye lắc chăng tì la chi ta ye na lắc cha về mình cha đinh thi sa ma đa na sắc ta gắng gác chăng sạc ta gác chăng ti đức ca ti. Ai xong rồi sư ơi, không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không, do chấp nhận tà kiến chúng sanh đi ác thú. Mấy cái ngày làm ngựa kiệu không chắc, hình mấy người này chắc hồi đó để ngược á sư. Mấy người mà làm chuyện trái ngược đời, người ta nói chị, con nghe chị nói cái thứ đồ để ngược á, con không biết để ngược là để gì nữa. À, vậy thôi con xin cảm ơn lại, chúc quý vị một buổi chiều vừa an vui. À, sao thú Sư Kim, với giọng kệ của Sư Kim đã kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Với phước lành học hỏi những lời dạy của Đức Phật để thấy rõ được cái chữ mít cha đích thị, tức là thấy sai, thấy không đúng sự thật, mà không nên chấp nhận cái sự chấp sai đó là chấp thủ. Thì trong cuộc sống nhân vô tật toàn, không ai là hoàn toàn hết, nhưng mà khi người ta sai phải biết sửa sai. Chính cái đó là ý nghĩa chính trong câu Phật ngôn này. Thì học những câu Phật ngôn để tự mình nương nhờ nơi chính mình, soi sáng nơi chính mình, để thấy những cái lỗi lầm, để rồi chúng ta được tốt đẹp ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin ngoài lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sanchawache na sotivo hô tu sapada. Do lời chân thật này kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni, quý cô tu nữ, chư thiền nam tín nữ hiện diện trong đậu tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thà Gia. Yani ta bu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa bu ta su ma Tu apo bisa kacang sunan tu pasti tang tasma ibu tani samai tasambe metang karo tamano ya baca jadi wajar atau jangan dije paling tasma ini kata apa mata yang kincir witang witang.
ghê su hoa giang ra ta ba ni tăng na nô na ta ha ca tê nay đăng vi bùa tê ra ta năng ba ni tăng khê tê na sa chê na su hoa ti hô tu ca giang vi ra găng ra ma tăng ba ni tăng gia đa cha ga sa gia mu ni sa ma hi tô na tê tham mê na sa ma ti kinh chi đăng vi tham mê ra ta năng ba ni tăng hê tê na chê na su hoa ti hô tu giang bùa ta sê thô ba ri quán na di su chinh sa ma ti ma năng ta ri ca nhá ma hu sa ma ti na tê